Đầu giờ sáng, quán phở treo tại số 14B phố Báo Khánh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nườm nượp khách, từ những người lao động phổ thông cho đến những người mưu sinh có hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ. Anh Lương Văn Tôn làm nghề đánh giày dạo trên phố cổ, hàng ngày bươn chải kiếm từng đồng nên bữa ăn cũng lúc đói lúc no. Hơn một tuần nay, sáng nào anh cũng được ăn phở treo nên cảm thấy rất vui. Ở nhà thì tôi cũng thỉnh thoảng ăn bún thôi, không có tiền ăn phở. Anh chị mời nhiều người ăn lắm, đâm ra là ăn mà không mất tiền. Ăn bát phở xong là tôi cảm thấy nó khỏe khoắn mà mạnh mẽ hơn, có sức hơn để còn đi làm. Lấy ý tưởng từ những cốc cà phê treo cho những người khó khăn ở Ý trong đại dịch Covid-19 và một vài hình thức thiện nguyện khác. Hơn một tháng nay, chị Lệ đã triển khai mô hình từ thiện phở treo. Mỗi ngày, chủ quán treo hơn 30 bát phở miễn phí để phục vụ cho những người lao động nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, khách đến ăn cũng có thể treo thêm những bát phở miễn phí được công khai trên bảng của quán. Mỗi ngày chị đã treo lên 30 bát rồi. Còn mọi người mà chung tay vào, kể cả là 10.000, 20.000, 30.000, một bát phở chị vẫn treo lên một bát. Để cho mọi người chung tay để chia sẻ cho những người khác. Chẳng hạn như em ăn một bát phở. Và em sẽ trả thanh toán cho một bát sau cho những người khó khăn đến sau. Những cái việc chị đang làm bây giờ thì không có gì phải suy nghĩ cả. Bởi vì làm sao? Mình nhìn thấy người khó khăn hơn như thế mà mình giúp được một người, hai người, mình rất là mừng. Hay chị thấy rằng xung quanh mình vẫn còn rất là nhiều người khó khăn ấy. Nên chị nghĩ là cần, nếu như muốn làm được nhiều thì phải nhờ đến sự chung tay của cộng đồng. Nhiều du khách đi ngang qua hoặc biết đến quán phở đặc biệt này cũng đều tò mò ghé đi thưởng thức. Sau khi được chủ quán giải thích về ý nghĩa của mô hình kinh doanh này, thực khách ai nấy cũng mong muốn treo thêm một bát phở để góp sức tới những người yếu thế. Hôm nay chị treo một bát và cảm thấy ý nghĩa rất là vui và cảm thấy rằng là quán làm rất nhiều điều hay cho những người vô gia cư và những hoàn cảnh khó khăn. Mình đến quán phở này và tận tay mình được cầm những cái tấm thẻ trên gắn lên bảng phở treo ấy, thì cảm giác của mình rất là xúc động. Bởi vì đó là một hành động mà từ thiện cho những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn ấy. Thì mình rất hy vọng sẽ có nhiều người Việt Nam đến đây ủng hộ cho quán để quán có thể phát triển mạnh hơn và làm được nhiều hoạt động từ thiện hơn trong tương lai. Cho đi để nhận lại được nhiều hơn, số bát phở treo cứ thế mà tăng lên mỗi ngày. Từ đó những người lao động nghèo, những hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn lại có cơ hội được ăn những bát phở ấm nóng tử tế để tiếp tục hành trình mưu sinh.